chúng ta chia sẻ với nhau một video ngắn. Chủ đề hôm nay mình muốn truyền tải tới các bạn là những cái cảm hứng, những cái thói quen mà chúng ta hãy hãy duy trì trong quá trình mình chơi đàn và mình tập đàn. Đó. Thì những cái này thì nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những bạn biết chơi rồi hay là những bạn đang và đã từng học rồi nhé. Thì trong video này mình chỉ chia sẻ những cái mà mình quan điểm của mình, những cái gì mình biết mình nói tới, thì chúng ta hãy xem và chúng ta áp dụng vào với mình xem có được cái gì không. Đó, xem có đúng không nhá. Các bạn hãy để lại những cái bình luận của các bạn ở phía dưới để mình sẽ khắc phục nhá. Ok. Những cái thói quen thứ nhất mà chúng ta cần phải giữ và duy trì nó hàng ngày. Đó, khi chơi đàn. Thứ nhất là gì? Luôn trang bị cho mình một cái quỹ thời gian. Thói quen đó là gì? Thói quen như kiểu chúng ta ngày xưa chúng ta hay làm bài tập ấy các bạn. Thì cái giờ nào đó cho mình một cái quỹ thời gian nào đó trong một cái ngày, một cái giờ nào đó chúng ta cố gắng sắp xếp công việc. Công việc nhá, để chúng ta có một cái khung giờ để chúng ta luyện tập. Đó. Bởi vì sao? Cái thời gian này nó sẽ làm cho rất nhiều bạn có thể buông bỏ đam mê của mình vì nó. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nếu như các bạn lúc đầu các bạn tập được, dành được thời gian nhưng mà các bạn không duy trì, không biết sắp xếp công việc riêng cá nhân thì các bạn sẽ rồi rồi các bạn sẽ quên nó đi, quên quên bẵng đi, quên bẵng đi rồi rồi sẽ không làm được, cái đàn sẽ trở thành mốc meo đúng không? Ok. Cái việc thứ hai là một cái việc mà chúng ta nên làm trước khi chúng ta chơi chơi đàn, đó chính là gì? Phải tập ngón. Đó, chúng ta phải tập ngón các bạn nhé. Có các bài tập ngón, chúng ta tập ngón, tập chạy ngón thật nhiều. Một bài tập ngón nó giống như một cái bài khởi động khi chúng ta chuẩn bị chơi thể thao ấy. Khởi động cho các cái khớp tay hoặc là những cái ngón tay mình nó mượt mà hơn, nó chơi trên các phím đàn nó dễ hơn. Rất là nhiều mẫu khác nhau, các mẫu tập ngón thì rất nhiều đó, chúng ta có thể tập tìm hiểu nó, các bài tập ngón mình có rất nhiều bài, nếu bạn nào muốn thì có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc là liên hệ với đường link ở phía dưới, mình sẽ hỗ trợ, mình gửi các bài tập ngón cho các bạn, các bài từ cơ bản đến phức tạp đó. Đó, đây là việc tập ngón các bạn nhé. Chúng ta tập thì chúng ta mới hiểu được cái tầm quan trọng của việc tập ngón trước khi chơi chơi nhạc đó. Ok. Rồi, một cái thứ ba đó là gì các bạn? Chúng ta hãy rèn luyện cho mình một cái tư duy chơi nhạc. Đó là bằng cách là gì? Nghe nhạc có chủ đích. À, cái này thì nó hơi mông lung đúng không? Nhiều bạn, nhưng mà mình sẽ nói theo những cái ngôn ngữ dễ dễ hiểu. Xin lỗi các bạn, khó quá. Mình sẽ nói theo một cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất nhé, là tư duy âm nhạc. Đấy, ok. Ở đây là gì? Chúng ta hãy luyện tập cho mình cách nghe nhạc có tư duy. Đó là nghe nghe một bài nhạc, phải phân biệt được đối với người không chơi nhạc và người chơi nhạc có chơi nhạc. Người chơi nhạc thì người ta thường làm nào? Ok. Thì người ta nghe một bài nhạc, một bản nhạc hay là một bài hát nào đó thì người ta sẽ tập trung vào thứ nhất là phần giai điệu, thứ hai là phần tiết tấu của bài đó, thứ ba là gì? Hòa 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 thanh. Cái vòng hòa thanh, các hợp âm người ta sử dụng trong cái bài đó. Đó là cách nghe nhạc có tư duy. Còn người nghe nhạc bình thường thì người ta chỉ nghe à, cái bài đấy cái giai điệu nó vui nhộn và nó có cái điệu trống nó như thế nào, chậm, nhẹ nhàng, tình cảm hay là sôi nổi. Đó, người ta chỉ nghe được như vậy thôi. Còn những người ta có năng khiếu, có cảm thụ về âm nhạc tốt ấy, thì người ta sẽ nghe và người ta nghe được cái bài đó là hay, người ta cảm nhận được cái hay, người ta có thể gắn với cái trí tưởng tượng của người ta trong cái bài đó là nó như một cánh đồng xanh hay là như một cuộc rượt đuổi đó, như vậy
người ta chơi nhạc và người ta nghe nhạc, có một số người có tâm hồn người ta nghe kiểu đấy, mặc dù người ta không biết chơi nhạc đó. Những người như thế này mà còn biết chơi nhạc thì chơi nhạc hay lắm đó. Chơi nhạc mà nó phải đặt mình vào một cái tâm thế gọi là phải vui đó. Buồn thì chơi nhạc buồn, đừng bảo là buồn không chơi được nhạc nhá, buồn chơi nhạc rất hay nhá. Các bạn chơi theo tâm trạng mình buồn bã, buồn thì đưa vào những cái nốt nhạc ở trong trong truyền tải đến người nghe, người ta hiểu cái tâm trạng của người đó. Đó. Chơi nó du dương hơn, ví dụ như vậy đó. Đấy nhá, đấy là một cách nghe nhạc có tư duy, là chúng ta nên cái này, mức này rất quan trọng nhé các bạn nhé, kể cả những bạn biết chơi nhạc rồi, những bạn chưa đang học thì chúng ta chưa thể hình dung được, nhưng mà chúng ta cứ tập làm quen dần đi đó. Thì các bạn nghe nhạc đừng nghe theo một kiểu gộp, mà chúng ta hãy nghe, nếu các bạn nghe tách biệt được thì rất hay. Tách biệt ở đây thì tách biệt được, nghe được phần hợp âm có trong bài đó, nghe được cái tuyến giai điệu, nghe được cái phần trống tiết tấu của cái bài đó như thế nào, thì các bạn sẽ rất là phát triển luôn. Các bạn mới thì cả những bạn đã biết chơi rồi cũng thế, chúng ta cứ làm như vậy thì cái trình độ của mình sẽ được nâng cao hàng ngày từng ngày đó. Ok. Một điều nữa mình muốn nhắc đến ở đây thì chúng ta nên làm gì, duy trì hàng ngày trong quá trình mình chơi nhạc, đang còn chơi thì để làm gì, đó chính là gì ạ các bạn? Tập chơi bất kỳ cái gì cũng gò bản thân mình vào nhịp phách, chơi vào nhịp phách. Cái nhịp phách nó là linh hồn của cái việc chơi nhạc đó. Bạn chơi tệ chơi dở về các cái giai điệu không tệ, không cảm thấy tạo cho người nghe cảm thấy tệ, cảm giác tệ hơn là các bạn chơi sai nhịp đó. Nó giống như những người hát ấy, đi hát karaoke vừa hát phô đó, vừa hát sai nhịp nữa thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa luôn, đúng không? Thì các bạn hãy tập cho mình nhé. Chơi theo nhạc, ví dụ theo theo nhịp, các bạn chơi một cái bài tập ngón nào cũng thế, đúng không? Nhịp. Đó, chơi cái gì cũng thế, phải gom mình vào nhịp. Gò bó mình vào nhịp phách, chơi cái gì cũng thế. Các bài tập ngón, các bài tập ngón đơn giản rất là chạy theo nửa cung thôi. Này đúng không? Thì mình chỉ đếm 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Gò bó mình vào nhịp phách nha các bạn nhé, tập chơi ép cho mình vào nhịp phách, thì cái việc cải thiện nhịp này các bạn sẽ cảm nhận được dần 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 dần, chứ không có ngay tức thì đó. Các bạn sẽ cảm nhận dần dần về nó, chứ không phải là chúng ta tập cái gì muốn có ngay. Các bạn duy trì hàng ngày, đảm bảo các bạn một tuần các bạn sẽ cảm thấy mình chơi nhạc nó khác luôn, như gì mình vừa 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 nói. Ok, mình hy vọng là các bạn sẽ nghe và thực hiện được những gì mình muốn truyền tải, nội dung mình muốn truyền tải trong video này. Thì nếu các bạn còn thấy thiếu những cái gì nữa ở trong đó nữa thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới để mình xem, và mình tổng hợp mình sẽ làm một video đầy đủ hơn video này đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.